Kính thưa quý vị và các bạn, việc trong khoảng thời gian ngắn gần đây, người dân đổ xô đi mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe cơ giới sau khi lực lượng cảnh sát ra quân tổng kiểm tra các phương tiện, trong đó có việc dừng các phương tiện để kiểm tra bảo hiểm là một hiện tượng lạ. Bởi quy định về bắt buộc mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự đã có từ lâu. Để làm rõ câu chuyện này và những vấn đề khác liên quan như là trách nhiệm, quyền lợi, thì hôm nay Góc Nhìn Thẳng có cuộc trò chuyện với ông Phùng Ngọc Khánh, Cục trưởng Cục Giám sát Bảo hiểm thuộc Bộ Tài chính. Xin cảm ơn ông đã đến với chương trình của chúng tôi trong ngày hôm nay. Thưa ông, trách nhiệm mua bảo hiểm xe cơ giới đã có từ lâu là điều bắt buộc. Thế nhưng mà ông có thể giải thích vì sao trong thời gian ngắn gần đây người dân lại đổ xô đi mua bảo hiểm này không ạ? Theo thông báo của cơ quan cảnh sát giao thông thì trong từ 15 tháng 5 cho đến 14 tháng 6 thì cơ quan cảnh sát, các lực lượng cảnh sát giao thông sẽ thực hiện tổng kiểm soát các phương tiện về xe cơ giới, trong đó có yêu cầu là phải mang tất cả các giấy tờ liên quan đến xe, thì trong đó có giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới. Thì thực tế có thể nói là cái tỷ lệ tham gia bảo hiểm của xe máy đối với chương trình này thì qua báo cáo đánh giá tổng kết thì ước tính được khoảng 30% từ trước nay tham gia. Thì bây giờ có cái đợt tổng kiểm soát này thì người dân, những cái người mà ta chưa tham gia thì người ta cũng tham gia bảo hiểm, thì đúng là có hiện tượng là rất là nhiều người dân để tham gia bảo hiểm xe máy, bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe máy trong cái đợt này. Việc người dân đổ xô đi mua loại bảo hiểm này khi có thông tin cảnh sát sẽ ra quân tổng kiểm tra, liệu có một cái gì đấy nó hơi mang tính chất đối phó không ạ? Tôi nghĩ cái chuyện mà tổng kiểm soát ấy, thì cũng là một trong những giải pháp. Cái giải pháp mà căn cơ, mà phổ biến, mà lâu dài thì tôi nghĩ là vẫn là về là công tác tuyên truyền để cho cái chủ xe cũng như người điều khiển các xe máy người ta biết ý nghĩa của cái chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, để nó mang ý nghĩa là nhân văn, nhân đạo, nó giúp cho những cái nạn nhân của các vụ mà tai nạn giao thông được hỗ trợ cũng như được khắc phục về tài chính, chẳng hạn như thiệt hại về tài sản, về ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như tính mạng. Thì tôi nghĩ là cái công tác tuyên truyền mới là công tác căn cơ quan trọng. Còn những cái giải pháp mà tổng kiểm soát để kiểm tra giấy tờ của phương tiện thì có thể được thực hiện và tùy từng thời điểm. Mức phạt dành cho người dân không mua loại bảo hiểm bắt buộc đối với xe cơ giới này là tương đối thấp. Liệu đây có phải lý do mà người dân bỏ qua loại bảo hiểm này và chỉ mua khi mà cảnh sát ra quân tổng kiểm tra? Tôi thì cũng không thể nói thay người dân được, nhưng mà tâm lý nhìn chung ấy, thì người dân mà nếu mà cái việc mà cung cấp sản phẩm bảo hiểm này của các doanh nghiệp nó được thuận lợi, cái chất lượng sản phẩm và nội dung nó rõ ràng, thì tôi nghĩ là người dân người ta cũng không hạn chế cái việc mà đi tham gia bảo hiểm đâu. Vậy thì trách nhiệm chính của hiện tượng trên thì thuộc về cơ quan nào, do tuyên truyền hay do nguyên nhân nào khác mà việc mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự đáng lẽ phải diễn ra tuần tự bình thường thì nay khi mà cảnh sát tiến hành kiểm tra mới rộ lên? Đầu tiên là cái công tác tuyên truyền, và cái trách nhiệm này trước hết thuộc về các doanh nghiệp bảo hiểm và Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, thì trong đó có vai trò hướng dẫn, định hướng công tác tuyên truyền là vai trò của cơ quan quản lý, mà trong đó cũng có cả kể cả với các cơ quan truyền thông trong việc phối hợp với các cơ quan quản lý định hướng cách thức, phương thức, nội dung, các kỳ hình thức tuyên truyền là cho nó phù hợp. Thứ hai là việc cái quá trình giải quyết các vụ tai nạn giao thông, làm sao những người chủ xe, những người điều khiển các phương tiện về xe máy này khi mà có tai nạn, đặc biệt là những người nạn nhân của các vụ tai nạn giao thông, người ta thấy có sự hiện diện của các doanh nghiệp bảo hiểm hỗ trợ cho người ta, kể cả những cái thủ tục về pháp lý cũng như hỗ trợ về tài chính, hay phối hợp với các cơ quan như công an để xác định là giám định hay là nguyên nhân của các vụ tai nạn giao thông hay là lỗi để làm căn cứ cơ sở giải quyết bồi thường bảo hiểm. Thì tôi nghĩ đây là nó là những cái giải pháp mang tính chất là tổng thể. Việc người dân, đặc biệt là với những người sử dụng xe mô tô thì họ thường khá ngại mua bảo hiểm bởi vì những cái thủ tục để có thể đòi được quyền lợi khi phát sinh tai nạn thường khá là phiền phức và nhiêu khê. Đôi khi thì các bên thường tự thỏa thuận với nhau. Vậy thì thủ tục chi trả cho loại bảo hiểm này thì có khác biệt gì so với các loại bảo hiểm khác thưa ông? Sắp tới thì cục có những cái bước tiến nào để có thể giảm thiểu những cái hồ sơ thủ tục giúp người dân được thuận lợi hơn trong quá trình đòi quyền lợi của mình? Vì đây nó là bảo hiểm bắt buộc, nên là quy định của pháp luật cũng quy định rất là cụ thể về cái hồ sơ yêu cầu thủ tục bồi thường bảo hiểm. Tuy nhiên, đối với xe máy thì rất nhiều cái trường hợp trên thực tế, những cái vụ va chạm tai nạn giao thông thì mình chưa quy định là hạn, mình chỉ quy định là hạn mức tối đa là đã đến 100 triệu đồng đối với thiệt hại về sức khỏe, về tính mạng, và không giới hạn về số người và số vụ trong năm. Tuy nhiên, cái mức tối thiểu thì trên thực tế là xảy ra rất nhiều cái va chạm
nó nhỏ thôi, cái thiệt hại rất nhỏ, thì người dân mà có cái vụ khi mà xảy ra tai nạn giao thông thì người dân là thường người ta là hay chủ động tiến hành người ta giải quyết, người ta cũng không mời đến các doanh nghiệp bảo hiểm. Đây cũng là một vấn đề, thì sắp tới thì chúng tôi cũng nhận diện được vấn đề này, thì Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Công an, Bộ Giao thông và Bộ Tư pháp để làm sao mà mình quy định đối với trường hợp mà người dân đã tự giải quyết được thì có những cái hình thức để làm sao mà cái mức phí bảo hiểm nó phải phù hợp. Để có thể là tôi nghĩ là trong trường hợp này cân nhắc mức phí, hoặc là tăng cái mức trách nhiệm bảo hiểm lên, hoặc là đến cái số tiền đến thiệt hại đến mức độ nào đấy, để làm sao cái người mà tham gia tai nạn giao thông, nạn nhân của các vụ tai nạn giao thông, người ta thấy đáng để phải mời các doanh nghiệp bảo hiểm, cũng đáng phải mời các cơ quan công an đến. Thì những cái người người ta chịu đã phải bỏ ra chi phí đấy, thì cơ quan quản lý cũng phải cân nhắc để xem xét cái mức phí bảo hiểm cho nó phù hợp. Dự kiến trong tháng 5 này thì Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ sửa đổi Nghị định 103 về quy định những cái khung pháp lý để hướng dẫn cái luật kinh doanh bảo hiểm về chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, trong đó có xe máy. Thì sau khi mà Chính phủ phê chuẩn ban hành cái nghị định mới thay thế Nghị định 103 thì Bộ Tài chính cũng sẽ mời với các đối tượng chịu sự tác động như chủ xe ô tô, chủ xe máy, các cơ quan thông tấn báo chí, các cơ quan có liên quan để ngồi để chúng ta xem cái thủ tục hồ sơ bồi thường này làm sao tạo điều kiện tối đa cho những người chủ xe máy, những người điều khiển phương tiện xe máy khi tham gia giao thông mà bị tai nạn mà gây thiệt hại về người, về tính mạng, sức khỏe, đối tài sản người khác, thì người ta nhận thấy được là sự hỗ trợ của các doanh nghiệp bảo hiểm, người ta nhận thấy sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý phối hợp với người ta về thủ tục hồ sơ, cũng như là đẩy nhanh cái quá trình mà là trả tiền bồi thường bảo hiểm cho nạn nhân của các vụ tai nạn giao thông. Thưa ông, trong khoảng thời gian vừa qua thì có thể thấy là có hiện tượng như bảo hiểm được bán dạo ở ngoài đường, hay là ở những cái mức giá như là chỉ có 20 đến 25 nghìn, hay là nhiều doanh nghiệp tung ra khuyến mại rất lớn, đôi khi khiến người dân cũng hoang mang, không biết đâu là thật, đâu là giả. Vậy thì chúng ta có giải pháp nào cho vấn đề này không ạ? Về vấn đề này thì ngày 20 tháng 5 thì Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm đã có công văn 189 yêu cầu các doanh nghiệp là rà soát trong toàn bộ hệ thống. Thì trong tuần tới thì Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm cũng sẽ phối hợp với một số các cơ quan có liên quan, trong đó mời cả cơ quan thông tấn báo chí để sẽ kiểm tra, rà soát, giám sát việc doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện cái chế độ này theo đúng các quy định pháp luật, kể cả vấn đề là bán bảo hiểm dạo, bán bảo hiểm có mức khuyến mại, thì chúng tôi sẽ giám sát việc thực hiện chế độ tài chính, chế độ kế toán đối với thực hiện này để thực hiện đúng quy định của pháp luật. Thứ hai, cái việc bán bảo hiểm này, cái thông tin tuyên truyền phải nói phải rõ. Cái gì là bảo hiểm bắt buộc thì phải nêu là bảo hiểm bắt buộc. Cái gì bảo hiểm là tự nguyện, tôi lấy ví dụ bảo hiểm 20.000 là bảo hiểm cho người điều khiển phương tiện và người ngồi đằng sau xe máy, đây bảo hiểm tự nguyện, thì phải đề rõ là bảo hiểm tự nguyện. Tất cả những cái sai phạm nếu có của đại lý bảo hiểm, của doanh nghiệp bảo hiểm, thì căn cứ vào quy định pháp luật thì Bộ Tài chính cũng sẽ xử lý theo đúng quy định và khẳng định với các cơ quan báo chí là những cái sai phạm, những cái lỗi của các doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm không ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hiểm của chủ xe máy cũng như người điều khiển xe máy trong quá trình tham gia giao thông nếu mà không may gây ra tai nạn trong quá trình mà tham gia giao thông. Xin cảm ơn ông về những chia sẻ hết sức thẳng thắn. Chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại.